Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức trên kênh YouTube Báo Lao Động. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, vụ nam diễn viên thuộc nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam bị vợ tố ngoại tình vẫn đang thu hút rất nhiều sự quan tâm từ dư luận. Liên quan đến vụ việc này, nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam đang phải hứng chịu làn sóng chỉ trích không đáng có từ cộng đồng mạng. Theo đó, sau nghi vấn hai diễn viên bị đánh ghen, người dùng mạng đã tràn vào tấn công trang fanpage của nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam. Nhiều người thậm chí nhắn tin yêu cầu nhà hát xử lý hai diễn viên liên quan lùm xùm ngoại tình. Trước làn sóng phẫn nộ từ cư dân mạng, nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam đã tạm thời đóng fanpage. Nhà hát cũng hứng chịu hàng loạt đánh giá một sao kèm những chỉ trích từ người dùng mạng. Luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, việc tấn công nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam trên các nền tảng, website, fanpage, trang thông tin là hành vi vi phạm pháp luật. Theo đó, người có hành vi lợi dụng mạng xã hội để xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên các nền tảng mạng xã hội có thể bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng theo quy định tại Điều 101, Nghị định 15 của Chính phủ. Nếu nhà hát có căn cứ xác định và chứng minh những thiệt hại vạ lây về danh dự, uy tín từ hành động quá khích của cộng đồng mạng thì có thể đòi bồi thường. Mức bồi thường cũng như hình thức bồi thường sẽ do các bên thỏa thuận, gồm các chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu thập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút, kèm theo một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất tinh thần, theo quy định tại Điều 584 và Điều 592 Bộ Luật Dân sự 2015. Theo luật sư Trần Xuân Tiền, trên thực tế, người dùng thường phản ánh, đánh giá chất lượng dịch vụ dựa trên trải nghiệm để các tổ chức doanh nghiệp thay đổi hoặc điều chỉnh phù hợp. Tuy nhiên, lợi dụng điều này, nhiều người đã đánh giá vô tội vạ, dùng lời lẽ tiêu cực, quá khích, khiến một vài tổ chức bị ảnh hưởng hoặc thậm chí liên lụy cả những tổ chức cá nhân không liên quan. Ông Tiền nói, hậu quả nghiêm trọng mà tâm lý đám đông và công lý đám đông trên mạng xã hội đã xâm phạm danh dự và nhân phẩm của người khác, từ đó tạo ra văn hóa dễ dàng phán xét người khác. Thông qua sự việc, luật sư khuyến cáo mạng xã hội là con dao hai lưỡi, người dùng nên cẩn trọng về hành vi và lời nói, nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật. Luật sư nói, không chia sẻ, không cung cấp thông tin chưa được kiểm chứng, vu khống xúc phạm uy tín của cá nhân, tổ chức để hạn chế thấp nhất những vi phạm có thể mắc phải. Nói về văn hóa ứng xử trên mạng xã hội, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, Phó hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay, trong cuộc sống nhiều người có xu hướng chỉ trích, hạ bệ người khác, xem như cách tự giải tỏa cảm xúc khó chịu, căng thẳng. Trong bối cảnh mọi thứ đều dễ dàng được đưa lên mạng xã hội, người trong cuộc muốn lôi kéo sự chú ý, ủng hộ của cộng đồng để thể hiện sự oan ức, muốn dùng áp lực dư luận để trừng phạt người gây ra tội lỗi, thì tất nhiên sẽ có những thẩm phán online vốn nhanh tay bắt trend, xu hướng để thể hiện cập nhật với thời cuộc. Ông Nam nói, họ vội vàng gõ ra những bình luận, quan điểm khi mà bản thân không biết sự thật ra sao. Họ chỉ tưởng tượng theo những tin đồn và những lời thuật lại. Ngoài ra, những người vốn có nhiều cảm xúc tiêu cực và bất mãn sẽ tận dụng cơ hội này để thể hiện ra sự hung hăng, gây hấn qua các tương tác. Họ dùng những lời phán xét như một nỗ lực làm giảm địa vị xã hội của người khác, qua đó gián tiếp cảm thấy địa vị xã hội của bản thân có vẻ cao lên. Trước thực trạng trên, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam cho rằng, với những cá nhân, tổ chức không may là nạn nhân của các thẩm phán online, hãy có những lời xúc phạm trên mạng như hành vi hư đốn của những đứa trẻ để ứng xử phù hợp. Đôi khi bỏ qua lời đả kích là cách ứng xử hiệu quả nhất. Trong mắt nhiều người, có vẻ đó là sự yếu thế, chấp nhận, nhưng trên thực tế, đó là cách phản ứng mạnh mẽ nhất. Vị phó giáo sư nêu giải pháp. Khi bị xúc phạm, bạn hãy xem xét 3 điều. Liệu lời xúc phạm đó có đúng không? Lời xúc phạm đến từ người quan trọng hay không? Và tại sao? Nếu những lời nói đúng sự thật, đến từ những người quan trọng và động cơ xứng đáng, thì đó không phải là lời xúc phạm mà là tuyên bố về sự thật giúp ích cho chúng ta. Ngược lại, nếu bạn cho rằng những lời xúc phạm là vô lý, người xúc phạm không đáng bận tâm, thì bạn cũng chẳng cần phải châm biếm, đả kích lại. Để trở thành một cư dân mạng văn minh, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam cho rằng, mỗi người có thể thay đổi cách nhìn và lập ra nguyên tắc ứng xử trên không gian mạng theo bộ quy tắc ứng xử mà Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành. Ngoài ra, cá nhân có thể tham khảo nguyên tắc think, suy nghĩ khi truy cập mạng xã hội. Think gồm T, true, chia sẻ thông tin đúng. H, helpful, chia sẻ những thông tin hữu ích. I, inspire, chia sẻ những thông điệp truyền cảm hứng. N, necessary, chia sẻ những thông tin cần thiết cho cộng đồng. Và K, kind, chia sẻ những thông tin tử tế. Sau khi đoạn video đánh ghen được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội, bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, xác nhận rằng nhà hát đã tạm thời cho hai diễn viên tên T và L nghỉ việc để giải quyết ổn thỏa chuyện cá nhân.
Các quyết định sau đó của nhà hát sẽ dựa trên quy trình làm việc cụ thể với đầy đủ bằng chứng, lý lẽ liên quan tới vụ việc. Còn theo ông Lê Thanh Liêm, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ đã nắm được thông tin về việc nhân sự nhà hát nghệ thuật đương đại bị đánh ghen. Phía nhà hát đã cho diễn viên tạm nghỉ, yêu cầu làm tường trình về vụ việc. Ông Liêm cho biết, hiện tại, nhà hát cũng chưa có báo cáo với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Nhưng nếu diễn viên, nhân viên vi phạm về lối sống đạo đức, thì lãnh đạo nhà hát sẽ xử lý việc này. Nếu lãnh đạo nhà hát vi phạm, thì mới thuộc thẩm quyền của Bộ. Clip đánh ghen được chính chị TD chia sẻ trên trang cá nhân, thu hút hơn 60.000 lượt thích và bình luận. Nhiều người tỏ ra đồng cảm và khuyên chị ly hôn. Chị TD hiện tại đã hạn chế bình luận. Dù vậy, dưới bài đăng là hàng loạt những lời động viên của bạn bè, người quen. Lúc vợ có bầu, sinh con là lúc chồng bỏ bê và đi ngoại tình. Thương em quá. Ôi sốc thật sự luôn. Vợ đẹp, tài giỏi, con ngoan như thế còn đi cặp bồ. Cố lên, xinh đẹp, giỏi giang thì luôn luôn sẽ có rất nhiều cơ hội tốt hơn sẽ đến với em. Là một trong số rất nhiều bình luận từ bạn bè của chị TD. Theo lời chính chủ, khi biết chuyện, chị TD đã vô cùng tức giận. Nửa đêm đi tìm chồng và đòi chồng đưa người phụ nữ nghi là tình nhân ra đối chất. Không những vậy, ngày 30 tháng 10, chị TD còn đăng cả clip đi đánh ghen hôm 27 tháng 10 lên trang Facebook cá nhân và viết hai cái tát cho 10 năm bị lừa dối. Ngoài clip do chính chủ đăng lên mạng xã hội, thì những người chứng kiến vụ việc buổi tối ngày hôm đó cũng quay clip, chia sẻ lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Lên tiếng sau những ồn ào, chị TD cho biết mình và con trai tạm ổn, còn về clip đăng lan truyền trên mạng xã hội, chị đính chính thông tin sự việc không diễn ra trước nhà hát mà là trước khách sạn, nơi đoàn diễn lưu trú. Trước khi quyết định xuống xe giải quyết vấn đề, chị TD đã ngồi trên xe khóc một tiếng đồng hồ. Mình hiểu là mình chỉ có hai lựa chọn, một là bước xuống xe để đối mặt và chấm dứt mọi chuyện, hai là im lặng quay về nhà với con. Khi xuống xe, mình còn thấy chồng nhắn tin để cô ta chạy trước rồi xua tay đuổi mình, không dám đối diện. Mình đã rất thất vọng. Chia sẻ rõ hơn về tình yêu và hôn nhân của hai vợ chồng, TD tiết lộ cả hai quen và yêu nhau khi cô học đại học năm thứ hai. Tính đến nay, cặp đôi đã có 10 năm bên nhau, gồm 8 năm yêu nhau và 2 năm kết hôn. Trong suốt cuộc hôn nhân, TD luôn tin tưởng và không bao giờ nghi ngờ đối phương. Cho đến khoảng 5 tháng trước, chính TD phát hiện ra chồng có người khác. Hiện tại, vợ chồng TD đã thống nhất đường ai nấy bước. Cô là người nhận nuôi con trai. Chị TD nói thêm, thời gian vừa rồi khiến cho mình suy sụp tinh thần, công việc chậm tiến độ nên mình cũng sẽ cố gắng thu xếp mọi chuyện sớm nhất để tập trung công việc, kiếm tiền lo cho con. Hiện vụ việc vẫn đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được gửi tới quý vị trong những video tiếp theo. Đến đây, thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!